Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn năm 2025. Trong 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, lãnh đạo Ban Quản lý Lăng quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai chặt chẽ, phù hợp với đặc thù của đơn vị làm nhiệm vụ chính trị đặc biệt, tạo động lực, cổ vũ khích lệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động ra sức phấn đấu, chủ động sáng tạo, nỗ lực vươn lên hoàn thành toàn diện nhiệm vụ. Các cơ quan đơn vị đã chủ động đề ra mục tiêu phấn đấu cụ thể và có nhiều hình thức biện pháp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, công tác y tế giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 50 năm được giữ gìn tốt, chưa phát hiện sự thay đổi nào so với số liệu trong biên bản kiểm tra thi hài của hội đồng trước đây, tiếp tục khẳng định ý chí tự lực tự cường, tinh thần trách nhiệm và khả năng vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ toàn diện nhiệm vụ y tế gìn giữ thi hài Bác của đội ngũ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Công tác đảm bảo kỹ thuật có bước phát triển quan trọng, đảm bảo an ninh nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu ở bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào. Công tác đón tiếp tuyên truyền đã có sự đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức tuyên truyền, góp phần phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của công trình Lăng trong giai đoạn mới. Trong thời gian tới, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tiến hành tổ chức phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng theo hình thức thực chất, hiệu quả, vững chắc. Có lộ trình, biện pháp hiệu quả để tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gắn chặt với thi đua khen thưởng, chủ động kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, thành tích xuất sắc, làm cho phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đẩy cơ quan đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.